Màu trắng ẩn nó già lên, nó đen lên, thùng tướng quá. Thì như cái này nặng mới đã nè. Hôm nay màu xưa nằm mù sớm là không có xẻo đó này, mù nữa không có gió xíu mà luôn. Hình như đĩa viêm mất ăn mới đổ đó. Má này nó bị nhẹ, bị mưa mắt. Mới thì có mấy cổ mua đem đây cái mười một á, cái này quay họ mang thua hai bị rồi mất mét. Ừ, đây là không được chỉ được rồi, hết hết mé sáng rồi không đại hay kêu gì đi hết má được kia rồi. Bạn thấy cái mười một nó quay đỏ, thịt bảo cái mình mua cái mười một cũ đi, túi gì nhé, cái mười một thôi. Mười một coi như là chứ. Ừ, nó là 11 pro hả? Phải bỏ. Cái nó 11 pro đó. Ừ, lúa mua cái nó đi, kiếm cái cũ. Là quay xuống nhất không? Không, bị món cái nó được mấy rồi, không có cũ. Riêng à? Riêng là cái 11 cho nó. Ừ. Cái trừ địa hầu dành nghe thôi, cái má đừng điên rồi này. Cái má mình điên rồi tệ. Mình nghe, rồi không lên chị dành đó đi là chứ. Tao cũng đang thui. Làm thêm càng lấy xá gì đâu. Nó bón gì nữa nó ai đi bị chi đó nữa ha, vừa trước không được cái chi đó nữa nè. Ừ. Nó làm chi được cái máy nữa mà thì hồi thì ngang thuật thôi. Lên bét cái lưới mũi phía sau á, như là thuê đi vô trong rừng ở nè. Ừ. họ bét cái lưới mũi sau cánh cửa xa mở ra luôn á, họ ngủ cho nó cổ mũi á. Có người đang đùa thi nam ngài đó không biết, hẹn ban ngày thì vô xây ngồi Hà Nội vô. Người đùa thuê cho mình lưới trong mũi. Gì đây? Thế là chuyện 50 đưa 30, hiểu chưa? Đưa máy. Mà tìm
Hồi em mượn nữa đi. 26 cho họ. Chuyển 50 đưa 30. Thế là 20 mượn nó mua cho Hương đi. Mùi quá nè. Ở đây cái mùi đó các bạn. Cái dễ quá cái mùi hổng nó. Xịt xí bông đi. Ừ, bây giờ cũng xịt băm bay quá. Nó lỗ tôi khúc rồi đó, nhưng cái này họ không lành được. Chứ địa nhà muốn mày mình con lụng hết. Nhưng bé con mua cái chi đó. Con bờ hạnh nè, bóng bốn chữ lụng cái lỗ giữa mặt rồi đó. Lụng đen hồi đợt trước nữa. Con bé đó cái đợt trước con quay phim là lấy một cục nguyên cái lỗ to. À, chữ đây học cục đen mà cửa ít hơn. Không đi đó hả? Alo. Alo. Nghe chị ơi. À, chị Hương ơi, ý là đặt lịch ngay chủ nhật đó là bà vô liệm, chị Hương liệm buồn được chị? Tên chị đó? À, tên Nga chị. Đi sớm 50 phút nghe, chứ đi trễ hơn là đợi lâu đó, khi đông là đợi lâu nghe. Đó là 2 rưỡi được không? Miễn em đi trước giờ hẹn giùm cho chị 50 phút thôi chứ vừa mua còn đứa hết trơn á. Từ cái vừa mua phải đi sớm hết trơn á. Hai rưỡi phải đi sớm 50 phút chứ chủ nhật nó nhiều đông rồi. Không đi cái là trễ rồi hết làm luôn. Rồi bỏ lại cái gì nữa. À, khách nhà hay lẫy ghê luôn á. Đi trễ thì phải chơi chứ mình lẫy. Đúng giờ của mình người ta làm cho mình thì trễ phải đợi chứ. Cái bà đi đúng người ta làm mùa lẫy. À, là nẹt mình mới ghê luôn. Mình làm đúng mà còn lẫy mình nữa. Ghi dùm tiên ngà đó Hiền à. Tiên, qua đây ghi cái lịch tụi nhật cho Hương tiên ngà 3 giờ quá. Trong sốt lịch đó. Ngà 3 giờ thì ghi rồi, ngà, rồi. Ngà chủ nhật 3 giờ. Nghe chứ không có nghe. Chủ nhật ngà 3 giờ nghe chưa? Trừ 2 lần là được đó em, trừ là 2 lần đi. Cái này nó ổn thì 1 lần ban đêm thôi được. Đỡ mụn em bôi tối lần, còn hay mua mà nó hết hẳn là 2-3 đêm bôi lần cho nó ngừa mụn. Chứ đừng có bỏ luôn. Còn đi lại 10 ngày chứ đi lại lần nữa. Alo. Chị đăng ký lễ mụn mới nghe em nghe. Chị chị qua rồi. Chị qua đó chị. Qua 24 rồi em ơi.